Cho Thái Phú Quốc xin chào mọi người ha. Lâu quá mình không làm clip tại vì mình đi công việc nha mọi người. Hôm nay mình có dịp ra Hà Nội nè, ra Tây Bắc Sơn La. Mình làm clip ở trên đây mình cũng có ông anh tên là anh Chiến á, cũng dắt mình đi lấy một ông rừng giống như anh Tăng vậy đó. Chút mình cũng lấy thử luôn. Mình sẽ làm một clip về Tây Bắc luôn ha. Ở đây mình đúng chính xác mình đang ở Sơn La. Chùa Chiên gì đó mình không nhớ nữa, mình vô tình không nhớ nữa, mình đang trên cái đồi nè. Ở đây Tây Bắc ở đây mình thấy người dân tộc á, mấy cái đồi núi này người ta sử dụng hết, người ta làm nương làm rẫy hết. Thấy ở đây là trồng bắp là nhiều, ngô á, ở đây kêu bằng ngô, nên mà miền Nam mình kêu bằng bắp. Nhiều lắm, trồng bắp nhiều lắm, mình thấy đa số trồng bắp không à. Rất nhiều. À, mình ở nhà anh A Lữ là nhà dưới đó. Ở đây cũng có đường nhựa nè mọi người. Tí mình nghỉ ngơi chút xíu mình sẽ đi lấy một ông rừng với anh Chiến nè, với anh A Lữ, với con anh A Lữ, với anh Tăng, tí em, với lại anh Bắc Sùng nữa. Cảnh này đẹp nha mọi người. Núi thôi. Phía sau lưng là núi nè. Mình công nhận hay thiệt. Dốc mà người ở đây khai thác được hết cũng hay thiệt. Đá. Đá mà dốc đứng nữa vẫn trồng được. Trồng bắp nữa. Nhiều. Có điện. Nay mình quay bằng điện thoại hết nha mọi người. Nếu mà có rung quá mọi người thông cảm cho mình nha. Em đi xuống nhà anh Lữ mới được. Mình đang ở trên cái đồi. Đường khá dốc nè. Đất sét ở đây, đất sét nhiều. Đúng là trên đây trâu nhiều lắm. Bò mình không thấy nhiều, thấy trâu là nhiều nhất. Ủa này bên đây là Bắc Sùng, đây là gì? Chuồng Chiên hả Bắc Sùng? Cái chỗ mình đang ở nè. Chuồng Chiên Sơn La phải không? Gì? Ở đâu? Cái gì? Tên gì? Chiền Chăng hả? Chiền Xăng. Chiền Xăng hả? Chiền Xăng 1. Ờ đúng, Chiền Xăng nha. Cảm ơn Bắc Sùng. Chút khoảng mấy giờ mình đi Bắc Sùng? Chút mấy giờ mình đi? À, không, nghỉ đi. Dạ. Con cam cho nó mát nè. Đây con còn nè. Con còn nè. Thôi con nghĩ nè. Trong bếp huyền thoại. Cô mấy tuổi rồi? 13 hả? 13 là học lớp mấy rồi? Lớp 7 hả? Con nghỉ hè chưa? Cần. Hả? Mới chưa nghỉ hè. Ủa sao chú thấy nghỉ hè rồi mà? Hết tuần này mới nghỉ. Hết tuần này mới nghỉ hả? Trời ơi, trời cảnh kìa. đi bộ xuống nhà mẹ anh A Lữ. Đường xe
xe gì chạy á, xe quên mình quá kìa, xe máy chạy đi bộ xuống. Mình đi bộ từ xuống, anh Chiến đi đi. Cảm ơn nhiều nha anh. Đi xuống. Không khí trong lành, rất là trong lành. Con đi đâu vậy? Con không đi vô nhà hả? Con đi đâu vậy? Đi vô nhà đi. Hay là con đi đâu hay đi ra ngoài? Con đi ra ngoài chơi hay là đi vô nhà? Đi vô nhà. Mẹ nó ngại. Mía, trồng mía. Nhiều ghê luôn. Ngon không con? Ngon không? Ngon. Mẹ, mẹ. Mọi người ăn mặn. Nhóc con nào út đó. Ai lớn nhất thế á, lớn vua cái dạng á. Khoáng mà. À, chị ta giá lên đã. Mở lên cái đi. Bác Sùng ơi. Không mặn lắm bác Sùng. Tao thế á. Đang nóng nè. Sao gì? Ăn nóng bụng rồi. Ờ, này cứ ăn mì tôm 20 phút rồi. Nhưng mà sáng mới nhiều, sáng quay đi, yếu su cái mùa nó say rồi nè. Quay nó bé rồi, nó là quỷ vậy à. Nó bé rồi, chứ mất gì vậy, nó mất là nó mới chung quá nè. Đấy, cái đường vậy mà quấn qua được đấy. Đi. Vậy ra hết được. Chuyến đi không minh ấy, đi chỗ vậy không được. Cứ vậy nó trôi đi. Cứ đi bỏ ấy. Bị lầy à. Con này bị lầy sinh. Nguy hiểm nha mọi người, vượt thẳm phía kế bên á, nó phải đi cẩn thận một chút xíu. Hành trình đi bắt ong ruồi tại nhà không lên bảng bắt được tại vì mưa quá. Để em xíu anh A Tử ơi, để em xíu. Tối nhỉ, thấy mờ nhỉ. Thấy không? Ây da. Rồi hết đi luôn. Đây. Cậu đừng làm rất tiếp nha. Thấy mờ. Đây đang lấy ông ruồi đấy. Ông ruồi. Ông ruồi. Ông ruồi. À da, chơi thật đấy. Thôi. Chơi rồi đấy hả? Chơi rồi đấy. Không sao đâu. Rồi nếu mà ấy thì để. Để em quay cho anh, em làm đi. Để lấy cái bịch nữa. Làm phát rồi đấy. Đây là đấy ông ruồi nha mọi người. Gần nhà thôi.
chứ đấy ông núi trên Tây Bắc là mưa quá lấy không được, mưa lắm, mưa đường trơn lắm không đi được đâu. Có lẽ ông rùi vậy. Vẫn có mặt ông nhé. Ủa anh không khó luôn hả? Ừ. Đây lá chuối này. Không, thế này thôi là được rồi. Đang đốt phun khói. Khó cháy chứ, anh phải xé nhỏ nó mới dễ cháy. Đang cười lắm rồi đấy. Anh không cứ nghe cái đúng vậy. Cũng có hành trình lấy mặt chứ. Rồi, rụng rồi, rụng rồi. Rụng rồi. Bẻ được không anh? To phết luôn. To lắm đấy. To này. Ông rùi mặt ông rùi. Ok. Ông ruồi là tầm này là to rồi đấy. Còn con ong đầy ra đây bảo. Đây đây đây, em mượn cầm ơi. Không không chích đâu. Anh bẻ ra đi, bẻ ra đi. Mượn cầm. Đẹp chưa? Ok. Này cho cả con này vào chứ hay là không lấy? Lấy con luôn được mà luôn. Lấy cả con luôn nhá. Để đi ngâm rượu nhá. Dạ dạ, anh đem cho đi, em mượn cầm. Đem cầm vào nhà. Cầm vô nhà luôn. Không cầm vào nhà là nó bay đấy. Con nhà nó bay hả? Ừ. Con cái cậu bé đó. Con em mượn cầm cái. Cậu bé này để nó lớn lên nè. À, cậu bé lớn nè. Chỉ cần một cái này nó khói khói thôi là nó không bay nữa nè. Đấy là nó có cái con vô luôn. Này nó hơi nhỏ à. Cái khố nó hơi nhỏ. Cái miệng hơi nhỏ. Ok. Ok rồi. Lấy cái cây cắt hả? Chặt chặt đi nhá. Cứ cao lên người ta đây lên dính mà thế thì nó sẽ bị dính. Khỏi đi bắt sùng, không cần nó bắt sùng, không cần nó bắt sùng, không cần nó bắt sùng. Đâu chích nó đâu à? Ôi chết chà. Bẻ đi rồi bỏ bẻ đi. Đấy. Nhưng mà nó có ăn mặt này. Ăn đấy, phải nếu mà không là phải cho nó chết hết. Đổ rượu vô cho nó chết luôn. Ừ. Vậy yeah. Không là nó sẽ ăn hết mật đấy. Ông chúa. Ừ. Ông chúa nó có một con mà một con rất nó to hơn rồi à. Cái này ông rùi. Ông mình. Rùi. Cái này ông rùi. Ông này tốt không? Ông này tốt lắm đấy. Ừ. Mặt cũng mặt cơ. Anh ơi, cái mặt này nó để đây nó ăn hết à? Đang tách mặt cái ông ra. Que đầy que thế này em vào hướng cái que ai. Chết bố rồi. Đi chưa? Này, cái này nó giống như kẹo cao su vậy đó. Ăn thử một miếng nha. Đi bên này nhỉ. Ăn bên này. Thôi anh đi vào bên này. Đâu bây giờ ấy có gì? Cạp miếng luôn đi. Đây đây. Cắp. Vừa cắp. Đấy. Nhiều gì? Ôi. Ở đây kìa. Ở đây không? Anh cái này bắt ra cho ấy cho. Bắt em. Bắt ạ. Vâng, bắt ra. Cắt xẻo một miếng nhỏ là xẻo một miếng nhỏ đấy, cắt cho cái gì được cái chai đấy, một miếng nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Rồi rồi được rồi, rồi để đi, để đi rồi ngồi một miếng nhé.
đang khéo cổ, nó đang rất hỏng. Này mình bỏ nguyên cây luôn hay sao anh? Bỏ cả cành ra cho nó hoàn trắng. Mới tuốt à? Thế nào? Đấy anh tuốt tuốt là tuốt ra rồi. Có cần phải bỏ cành lấy cả cành không? Không, tuốt ra. Tuốt ra cái. Tuốt ra cái gì? Bẩn. Bắt chung trắng luôn các bác. Nào. Đừng nó rớt ra đây rồi. Mở ra nhá. Mở ra bay không? Không bay đâu. Rồi. Anh lấy cái ruột xe á. Đấy. Cái ruột xe dễ nhất á. Đúng rồi. Dạ không, nó cháy xíu là nó hết rồi, nó sùng. Đúng rồi. Cái kia là hơi hôi nhưng mà cái kia thì cháy nhanh lắm. Đi hái rau thơm ban đêm. Các bạn à, đây nè. Đấy đấy. Ăn tí tô không? Tí tô luôn hả bác Sùng? Ừ. Hết đâu đi nè, nè, thơm đây nè. Quá trời đi nè. Để vô đây con bẻ tí tô cho. Như có rau đây là rau cây nhà lá vườn. Rồi ok. Đây cái nó mùi gai. Cái nào phải? Mùi gai đi. Mùi gai đấy, mùi gai nhưng mà không có lá. Ăn tối đang luộc gà ăn tối. Gà kia là một tí chín rồi. Chín cho bác Sùng. Đúng quá. Thôi lấy cái gì mất à? Lấy lỗ tá là mất à? Gà mèo đây. Gà mèo. Gà của dân tộc mèo. Miền Bắc đây. Vớt cái bộ phụ tùng trong. Ừ. Có con lòng ở trong á bác Sùng. Lòng. Gan. Cái gan cái nó cái nhanh. Mưa nè. Mưa đấy là mưa. Mưa cho trời mưa, có gì đâu. Kệ trời mưa. Nắng mưa là việc của trời. Ông bắt rồi. Ông bắt rồi. Bây giờ đến đường to không phải lo nữa. Người ta bụng mày. Mà nó hết tưởng rằng hai mè lúc ăn mè thì hết thấy mè. Cái kệ nó còn thừa nó còn cháo. Rồi ok. Ok. Rồi. Mấy sáng được cấp đấy không? Anh em thì tôi anh với tôi cũng được rồi. Anh với em cũng làm cái nhờ. Hay đấy. Đâu đâu anh nhờ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nữa. Đồng ý luôn. Là cái nữa. Đồng ý luôn. Bao nhiêu cũng được. Trăm đi. Cái lắm. Chơi luôn đi. Ừ, cái này đây đầy cái này. Đây đây của em đầy hơn này. Chào bố mẹ. Ông này là nào rồi. Bóng bảy quân trong rồi. Anh thấy không? Đây. Thấy ông Trần đấy. Hết luôn. Thế thì anh đấy. Ok nhà đấy nó đốt sưng nhưng mà nó thực sự là em thì lại có cái từ này bởi vì nó đốt thì sưng tốt đấy, ông đốt là tốt nhưng mà đốt rồi đốt quá là nhiều quá rồi em thì chỉ đốt cái mặt nhưng mà riêng con này thì mới sưng thôi chứ đọc nhéo đâu còn lại ông to thì không sưng mấy trừ khi là ở mặt thì cả mặt nhiều lúc cũng không sưng đâu mày không sưng gì nó sưng mới tốt đấy.
Như kiểu là tiêm phòng ấy. Đúng rồi. Nhìn chú Chiến nó khác năm ngoái không? Khác rồi. Trai hơn rồi. Khác không? Khác rồi. Khác rồi, chú Chiến ít cho cháu. Ông cho chú chiêm một ít cho các cháu thôi, cho các anh thôi, nó anh cũng thải quá rồi. Bố ơi, để có gì đây bây giờ gãy. Mấy ông mà anh trúng quá thành ông. Nói sự là hôm đấy là có biết còn gì đâu không? Nhờ mệt rồi. Mệt. Không. Không ăn bẩn ăn ốc. Về là mới về nó thời gian mà không về quay là mình cũng cảm thấy cái ăn ốc được quá tức quá trẻ tức trẻ không muốn ăn nữa phút nữa không ăn cơm ngon rồi được 2 ngày không ăn hạt cơm này sau là thơm ý là 3 ngày 4 mình thấy mình ăn lửa ăn gì nhỉ lửa của anh nào ở đâu à anh làm xung quanh đây vẫn làm đi quanh nào mà kiểu quanh quanh ở nông thôn mình thôi thế thôi công ty vật tư chạy vật tư ong ấy không còn sỏ sỏ chết đi dạo đến tối là bao giờ đứng không nằm đấy đi run trên tay rồi đấy nghĩ là bây giờ tuổi là muốn cháu thích một công ty chúng quay được lên xuống mạng hả? Em quay anh. Nó làm quay à? Dạ. Nước nó xuống lên ra nếu mà có một cái khe suối sao anh? Đầu nguồn một cái nhỏ. Quay hết luôn mà. Đan. Quay lại về cho nó nằm toàn cái gì nó xanh này. Dạ. Quay hết gia đình luôn mà. Đấy, nguyên cả gia đình nè, anh Tân. À, vợ anh A Tủ. A Tủ á, A Tủ á. Đây là vợ của anh A Lữ. Đây là anh A Lữ, đây là anh A Tủ. A Lữ đây, A Tủ đây. Hello. Anh A Tủ không? Nếu thích ấy thì anh... hãy chia sẻ với A Tủ nha. Facebook của A Tủ là Nhất Tủ. Đây nói mấy tiếng tập. Anh A Tủ là con anh A Lữ. Đây là anh Chiến. Đúng rồi nó. Rồng xe đó. No no rồng xe mua xe đó. Dạ dạ. Chính nó đây là chính cả. Dạ, tôi bảo anh A Tủ. Chuẩn chưa? Chuẩn chuẩn chuẩn. Nè, rồng xe rồng xe kì tôi chả phê nữa. Không còn dừng. Đây là anh A Chiến. Đây là A Ác. Đây là anh A Sùng. Giang Giang A Sùng. Đây là A Tăng. Sùng A Tu. Sao anh sao anh tin? Ôi già rồi hợp lý rồi đó. Vô đi đi bắt ong thì bị ong cho một tí thuốc bổ thì mình cũng đỡ lắm nhưng mình chết rồi. Chụp cái chụp cái tay cái nhiều cái tay cái ngỡ đó. Rồi bắt thuốc bổ trong sơn cũng là trải nghiệm. Thôi mình vô đi hết cái đi ha. Mời nguyên cả gia đình luôn ha. Đâu? Hết luôn. Hết luôn các bạn, hết luôn. Hết luôn. Không nào nhiều để lại. Đúng rồi, có hết. Chăm nha. Em. Chăm nha. Mấy giờ phải lên dãy em? Nếu mà đi làm buổi sáng ấy. Sớm. Bình thường thôi. Bây giờ là bọn em đi bình thường thôi. À. Tầm khoảng tầm 8 giờ đi là vừa. À, đi làm sớm cho nó mát. Vừa nó có 7 giờ đi. 7 giờ đi. Ngày xưa ấy, dạ. Lúc mình chưa thay đổi ấy thì là phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng. Dạ. Đấy, từ 3 giờ sáng nha. Xong là dậy là vợ là phải dậy trước. Con dâu ấy, chuẩn là con dâu là phải dậy trước. Đấy, bố mẹ ấy, thì làm cơm, nhóm bếp làm cơm nhau không phải là bếp như này đâu, còn phải là bếp sâu nữa đấy. Rồi là còn đến dậy xong nhá. Rồi là còn phải cho lợn ăn nha. Lợn còn chưa dậy đâu, mình phải cho lợn ăn. Ăn hay không kệ, cứ đổ vào đấy. Đấy, còn chưa sáng đâu. Xong là thì đến lúc là ăn cơm là phải thắp đèn ăn cơm. Ngày xưa không có điện đâu. Đấy, thắp đèn dầu thôi, nhỏ nhỏ này thôi. Đó, xong là thắp đèn dầu, ăn cơm xong là đi nương không có đèn pin. Phải thắp đón. Đó, thắp đón đi nương ấy. Đi đến nương rồi mà đi từ nhà đi đến nương là phải hết tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nhà mới đến nương. Đấy, đi bộ đấy. Còn đến nương rồi ấy thì còn chưa sáng. À, thì người ta có thể đi nghỉ một lúc sau là đến sáng rồi, sáng rồi xong là bắt đầu. Có không thể ngủ mà có thể ngủ nhưng mà những người rất chăm chỉ là không cần ngủ. Đó, sẽ phải làm.
xong là làm xong đấy, nó như thế nhưng mà vẫn không đủ ăn đâu. Thì bây giờ người ta đây đây rằng A Tủ ở đây mới cải thiện đấy, sẽ không làm như thế nữa. Giờ biết làm rồi, sẽ làm theo với lại tất cả mọi người đấy, rồi là ta không làm như thế nữa. Nhiều lúc thì mình bố mẹ đây hiện tại nhá, bố mẹ đây nhá, nhiều lúc thì dậy rất sớm đấy, mình đây bản thân đây chưa dậy, đang ngủ thôi, nhưng mà bố gọi điện về: con ơi, công việc hôm nay làm cái này như này như này nhá. Không, không phải không đâu, rồi làm, nhưng mà thật thà là mình đang ngủ ở trên giường, thì mình bảo là làm sao con lại cứ nói như là ốm ấy. Không phải đâu, con không phải ốm đâu, con không ốm à, nhưng mà nó thực sự là mình đang tính cái công việc như thế. Thế thì không cần phải làm quá như thế. Những người làm quá như thế cũng chẳng được cái gì. Thế thì mình không cần phải làm quá như thế, mình cứ phải tính xem có được không. À, thì nói thế đâu. Ngày xưa, ngày xưa là năm bao nhiêu anh? Ngày xưa năm, ngày xưa là từ năm 1931 hồi đó đến năm 99 là mình kết thúc cái từ dậy sớm rồi. À, đấy, từ năm 99 về đây là không dậy sớm như anh, thế nữa. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1984. Anh lập gia đình năm bao nhiêu ạ? Năm 99. Lúc đó là 16 tuổi. Lúc đấy là 16 tuổi. Là 15 tuổi. Còn 15 tuổi đó là anh bây giờ là cháu như anh, cháu lớn là 84. Cháu lớn sinh năm bao nhiêu ạ? Cháu lớn mười mấy tuổi rồi anh? Cháu lớn là sinh năm 2000. À, phải là 18 tuổi. Anh 84 mà con anh 18 tuổi. Chính xác. 16 tuổi là có con rồi. Ừ. Còn con thứ hai là sinh năm 2002. Lấy nhau cái bọn. Anh bây giờ là mấy cháu gà cái nhau. Anh có hai cháu, ba cháu. Ba cháu. Hai trai đầu thì cố nữa là cháu gái. Bình thường như anh nói là đi làm từ 3 giờ sáng. Vâng. Dậy ra nương đúng không? Không, dậy bắt đầu làm công việc trong nhà từ rồi. 3 giờ sáng. Để làm lên. Đó. Nhưng mà không làm cái gì cả, chỉ là làm nước này rồi là cho gà ăn, cho lợn ăn thôi. Xong là bắt đầu công việc. Mấy giờ thì anh phải lên xương. Và nó phải lách thì ít nhất là tầm 5 giờ sáng thôi. Là phải đi làm việc con nhé. Vậy buổi trưa thì ăn uống ở đâu anh? Buổi trưa thì ăn ở nương, ăn ở rừng. Đi ăn thì mang cái gì? Làm đến đâu ăn đến đấy. Mình ăn là mình mang theo đồ ăn theo. Đấy, ăn mang theo đồ ăn. Đồ ăn duy nhất là chỉ có cơm nắm chăng? Một ít cơm và một ít muối và muối thôi, một trong công cụ sắc chỉ thế thôi. À, Tủ ơi, em xin lỗi em hỏi nha, là gốc của mình là dân tộc Mèo hay dân tộc dân tộc ngày xưa ấy là dạ. chưa cải cách là... chưa cải cách dân chủ ấy dạ. Là người nói chuẩn luôn là người Kinh đang xưng là người Mèo dạ. Đó, nhưng mà cải cách dân chủ rồi thì chuyển đổi ra dân tộc Mông. Mông. Hờ Mông nhá. Hờ Mông. Hờ Mông, Hờ Mông, Hờ Mông. Hờ Mông, Hờ Mông. Hờ Mông. Rồi, xin chúc mừng người anh em. Vẫn chưa muốn hỏi anh một tí. Thế phong tục cưới của anh ngày xưa anh mười mấy là 15 tuổi anh cưới. Chính xác. Thì đây là nhà báo của phong tục Tân Minh Tân. Tân Minh Tân. Nhà báo Tân Minh Tân. Nếu mà cưới xin ấy. Chúng tôi quay lại xe nhà báo. Nói chuẩn luôn là cưới xin ngày xưa và bây giờ nó cũng nhà báo chí không khác gì nhau. Nhưng mà nói chuẩn là ngày xưa thì có cái từ là ép buộc hơn. Còn bây giờ thì không ép buộc nữa. Đấy, nó chỉ là nếu mà phải hỏi hai bên. Đấy, nhất trí lấy nhau rồi ấy thì bố mẹ mới làm luật cho nhau. Còn ngày xưa ấy thì không phải ra chính quyền xã đúng không? Không bao giờ. Không đến, ra đến bây giờ ở đây thì có đấy. Ra chính quyền không ạ? Không, hai đứa ưng bây giờ ở đây cũng không ra chính quyền. Bây giờ cũng không ra chính quyền. À. Chỉ là hai bên gia đình và hai bên hai người lấy nhau. Người ta thích nhau rồi, người ta lấy nhau thì mình cho lấy nhau thôi. Dạ đúng rồi đó. Hiện dạ. Tại bây giờ ấy vẫn vậy. Đây em đây vừa mới đi làm chủ hôn cho hai đứa là đứa cháu và nó vừa mới lấy vợ là mới có 14 tuổi thôi, chưa được 15 tuổi. Đấy. Nhưng mà ấy lấy nhau rồi, nhưng mà mình bảo đừng có lấy nhau, nhưng mà nó lấy rồi thôi cũng sao biết. Thế đi lấy rồi mới đi hỏi bên vợ, giống giống tay bây giờ chứ, giống người tay bây giờ. Điện về cho bây giờ có điện thoại rồi. Ngày xưa không có điện thoại. Nhưng bây giờ có điện thoại thì điện về hỏi đứa con gái. Thì nếu mà con đi lấy rồi, lấy chồng hay là con đi chơi, họ vẫn hỏi như thế, nhưng mà bảo
nó đáp lại là đây, con đi lấy chồng rồi. Nếu thế con đi lấy chồng ấy thì bố mẹ sẽ làm thủ tục cho con đi lên nhà chồng nhá. Ừ. Là... em bản thân em vừa mới làm cái đây bốn cái liên hệ với Thái sẽ gặp anh Chiến. Có phải cần người về quảng cáo. Nhưng mà hút hết thuốc của trong cái họ, gia đình là to để đứng ra ấy không? Đứng ra để có. Không, cứ như nhưng mà phải có bố này, có mẹ, tất cả ấy, xong là nhất trí, xong là sau đó mình chỉ là biết là hai đứa này cưới thì cưới thì cưới theo kiểu như nào ấy. Đấy, hai đứa này là chỉ là biết là hai đứa này là vợ chồng rồi, đi với nhau, ở với nhau rồi, nha, chuẩn như thế. Một năm sau hoặc là một tháng sau hoặc là mấy tháng sau ấy, thì hai bên thông gia, nếu mà tổ chức được, tổ chức cưới thì mới tổ chức, còn nếu chưa tổ chức được, có thể một dây dưa đến một năm hoặc là hai năm sau thì họ mới tổ chức cưới. Đấy. Còn nhưng vợ chồng trong thời gian đấy thì vẫn ở với nhau rồi, ở với nhau từ lúc đấy rồi. Đấy nó như thế. Đây là trải đêm của người Thái. Anh đây là này kêu lấy gì ta? Lấy cái gì? Bản lát. À, cờ ác lợt lát sắc lát. Như đây thường quấn vải là nhiều ha. Anh Tân có mua gì tặng cho vợ sắp cưới không? Ừ. Hay là sắp chia tay rồi? Này ở chợ, chợ đêm Trung Quốc đẩy dệt, dệt, người Thái dệt. Là 60.000. Đấy, 60.000. Lại. Cái này giật cái tấm vải. Để căn. Căn thì mình. À được, phải xỏ qua rồi vào. Rồi, đấy. Làm cái. Cần ở dưới hình tỉnh nữa. Đây là cân. Một ngày được bao nhiêu mét? Một ngày được có hai cái khăn như thế này này. Là khoảng mắc bao nhiêu tiếng cô? À? Khoảng mắc bao nhiêu tiếng? Tầm 3 tiếng. 3 tiếng hả? 3 tiếng. 60.000 đấy là chưa tính trừ ấy đâu. Chưa tính bán ra, chưa tính trừ đi vật liệu. Vật liệu. Này mới bỏ công ra. Chân thì đạp, tay thì xỏ. Điều. Em bạn tối uống nhiều uống rượu đây em. Chứ ăn tối nay ăn uống như nào? Có thích ăn kiểu nước cố hay là như nào cũng được không? À, bé Thảo kìa, bé Thảo như kêu xuống Tạ Hiển hay gì đó. Ờ, đây là bia. Bia Hà Nội hả anh? Bia cay, bia Hà Nội đi. Anh chưa lên cũng biết rồi, bia Hà Nội. Ờ, mình là để ý trên sơ bộ lắm. Anh để ý sơ bộ. Đây rồi, hỏi bé Thảo. 8 giờ đi ha. 8-9 giờ ha. Mình có ăn xong lên đi chơi thì chơi. Thế nên ăn thì được, anh thế nào cũng được. Anh đang lên đây bao giờ đây? Hà Nội chưa lên thôi. Cố gắng đi em. Cố gắng không ạ? Tại sao tôi gửi á? Tối nay chương trình nào? Mình kết hợp cả luôn ấy. Hay như nào? Hay là riêng? Đạt cái cả cháu lên cho em luôn. Bạn đạt nó phải tập hợp cả chứ. À đấy. Sĩ vui lắm mà. Ra thì muốn làm cực. Gặp nhau được ở Hà Nội thì cũng vui lắm. Em anh giao tiền cho anh là giao tiền cho anh là làm. Heo cắp lách xiên. Cắp lách. Hắn luôn như vậy. Nào, ok, em. Cảm ơn anh ta. Này nó mới ngon. Không có chấm đấy đâu. Ủa, không chấm hả? Ừ. Ai là cốc cơm.
Họ cá luôn, cá luôn này. Cá luôn. Mà đang đợi. Cá nước chấm đã hết nước rồi. Cái này giống như bánh tét của mình vậy đó. Đúng bánh tét rồi. Ngon nhỉ? Nó phải tên gì ốc? Cách nách ốc rừng. Dạ nhưng mà tên gì á? Tên gì? Dạ quay. Hay là dạ. Ốc rừng, ốc rừng, ốc núi. Với cá, cá núi. Này là tổ đặc sản người Thái hết anh Chiến? Đặc sản người Thái hết hả chú? Chú là người Thái. Dạ xin lỗi chú tên gì chú? Tên Tâm. Chú Tâm. Dạ con tên Thái à? Con tên Thái. Dạ dạ đặc sản cái nắm đi chú ơi, nóng ruột nó béo. Có bò trong đây rồi, con ốc không chết thì mình cũng chết. Cái này mình chấm nước này phải không chú Tâm? Mình chấm nước này phải không chú Tâm? Đúng rồi. Đạt ăn ốc biển mãi không? Đây ăn ốc núi bữa rồi. Ốc núi. Dưới kia chỉ có biển thôi. Dạ, dạ. Con nghệ, con... nhưng mà cũng ngọt đó nhá, ăn béo, đồ nó béo, dạ, từ tháng ba đến tháng tám, dạ, hết công việc tháng ba hết, sau này nó là vào trong hang, dạ, trong đất đấy, dạ, sau mùa mưa nó lại ra, dạ, 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 dạ. Giống như ngoài côn đảo đó, cũng nói anh sẽ đây này, ôi, nó có cái này rồi, đây, đều đây, đây đúng rồi, cái này là cái gì? Canh rau rừng này, ôi, chú ăn canh rau rừng nha, canh rau rừng, con người Thái luôn. Đi ra này, đi là đi xin, cái bắt con xin cái bạn luôn nhá, bắt con cá ly là. Ba được cái gì đây? Cô đây mua gì vậy? Ba ly dê đấy. Anh Tăng quên rồi, nhắc anh Tăng. Cái mùa quán. Quán dê đó, ông qua nhắc anh Tăng rồi mà. Thiếu là phải trả nhờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ lưng đi thôi. Còn được không? Thôi mời. Dạ, chúc sức khỏe. Chúc. Tối chả mất vui. Tối đông lắm đúng không? Đấy. Tên thủ. Đang ở cái hàng của anh Tân. Cái Linh. Cái gì bảo sản? Không.